Khánh Thanh xin được chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đang đến với chương trình Yến Phái Đẹp Lời Phái Mạnh. Quý vị và các bạn đang đến với chương trình Yến Phái Đẹp Lời Phái Mạnh do Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Vision Communication thực hiện với sự đồng hành của thương hiệu Vina AC Cook. Đến với chương trình, chúng ta sẽ có được sự tham gia của các cặp đôi. Họ đến đây để có thể tìm hiểu nhau, họ yêu nhau như thế nào, họ dành cho nhau những gì thường không bao giờ họ nói ra. Nhưng đến với chương trình, với áp lực của trường quay và của Trấn Thành, họ sẽ nói ra tất cả những tình cảm dành cho nhau để hiểu nhau nhiều hơn. Và đầu tiên chúng ta chào đón cặp đôi Hoàng Sơn và Anh Thi. Và cặp thứ hai là cặp Hoàng Long và Thanh Vân. Xin mời các bạn tự giới thiệu về mình. Xin chào quý vị khán giả đang xem chương trình. Xin chào anh Trấn Thành. Tôi tên là Trần Hoàng Sơn, hiện đang là kỹ sư của phòng bảo chứng chất lượng. Còn tôi là Lê Anh Thi, hiện đang công tác tại phòng hành chính nhân sự. Tôi là người mà ai cũng nói là ít nói và trầm tính đó. Còn tôi là người nói nhiều, nói rất nhiều ở đằng khác. Cho nên là khi hai chúng tôi quen nhau thì ai cũng nói là chúng tôi không hợp. Cho nên hôm nay chúng tôi quyết định đến để tham gia chương trình này để chứng tỏ chúng tôi thực sự hiểu nhau và hợp nhau. Và xem tình hình hôm nay thì chúng tôi có cảm thấy chúng tôi có rất nhiều lợi thế. Thứ nhất là về cân nặng, đó là điều không phải bàn cãi. Cái thứ hai đó chính là tinh thần chiến đấu chúng tôi. Chúng tôi quyết tâm chiến đấu, chiến thắng trong cuộc thi lần này. Cảm ơn các bạn. Nói chung là so về lực lượng và đội hình thì chắc chắn các bạn là một cặp đối thủ rất là nặng ký. Về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin chào anh MC Trấn Thành dễ thương. Xin chào cộng đồng cùng chơi. Và xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Yến Phái Đẹp Lời Phái Mạnh. Đây là Hoàng Long, phái mạnh 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 của Thanh Vân. Đây là Thanh Vân, phái đẹp rất là đẹp của Long ha. Đến với chương trình ngày hôm nay, bởi vì Thanh Vân và Hoàng Long ở nhà thường hay đổi nhan sắc là ghi hình coi ai sẽ đẹp hơn ai. Và hy vọng là sau chương trình này thì sẽ biết là Long đẹp hơn Vân hay là Vân đẹp hơn Long. Em yên tâm, anh sẽ chúc cho em sẽ tìm được câu trả lời của mình. Có thể là em sẽ có thể ghi hình đẹp hơn bạn Long, và bạn Long cũng có thể sẽ ghi hình đẹp hơn em. Và cũng sẽ có một sự thật thứ ba là cả hai em đều không đẹp. Chúng ta sẽ đến với phần thi ngày hôm nay dành cho cả hai cặp đôi, và họ sẽ cùng trải qua rất nhiều những câu hỏi để hiểu về nhau. Và ngay bây giờ sẽ là vòng thi đầu tiên, vòng thi chân dung. Ở vòng thi đầu tiên thì các đội sẽ phải trả lời 5 câu hỏi của chương trình, và các bạn trả lời theo dạng là dơ bảng. Và đây là loại câu hỏi có hay là không. Các bạn cùng dơ bảng lên một lúc, nếu như trùng khớp sẽ có được 5 điểm cho một câu, và điểm tối đa ở vòng này là 25 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với phần chơi của đội Sơn và Thi. Xin mời. Câu hỏi số 1. Bạn có thích người yêu thể hiện tình cảm và chuyện riêng tư của mình trên Facebook hay không? 1, 2, 3. Trùng khớp. Thường thì các bạn chia sẻ những gì trên Facebook? Thường thì là đời sống hàng ngày, những cái chuyện trong học tập, trong công việc, là những chuyện tình yêu nữa. Đôi khi đi du lịch có hình đẹp cũng post Facebook cho mọi người bình luận. Thường thì phụ nữ hay có một cái căn bệnh, gọi là căn bệnh mà tôi gọi là báo cáo bề trên đó, là có cái gì cũng cho người ta biết hết. Bữa nay tôi ăn cái gì, tôi ăn ở đâu, rồi tôi đi với người yêu tôi làm sao, gây lộn như thế nào. Bây giờ gây lộn là gần làm què rồi. Người ta có ý định làm què nhưng mà người ta chưa nói. Người ta nói rồi bị tôi bác bỏ rồi. Hình như người ta đang ở nhà chờ điện thoại của tôi. Cái gì cũng nói ra cho mọi người biết hết. Em cũng có nhưng mà không đến độ như vậy. Người yêu của em chỉ là ít thôi chứ không có nhiều. Đúng rồi, cái gì nó chừng mực thì nó hay. Câu hỏi số 2. Bạn có cho rằng nên tìm hiểu rõ lý do vì sao người yêu mình chia tay với những mối tình trước hay không? Là một sự trùng khớp. Tại sao không muốn tìm hiểu nhỉ? Quá khứ đó là quá khứ rồi anh Trấn Thành. Quan trọng là bây giờ hai đứa như thế nào. Bạn Thi thì sao? Em đâu cần biết rồi, lúc trước ảnh đâu có mối tình nào đâu mà em phải biết. À vậy hả? Trời ơi, đâu khổ tới nỗi là coi như là đây là tình đầu luôn hả? Trời ơi, đáng thương vậy. Rồi câu số 3. Nếu như người yêu của bạn không có mục đích kế hoạch hay là kế hoạch không có mục đích,
kế hoạch hay là tham vọng gì cho sự nghiệp cả. Bạn có do dự trước khi bước tới hay không? Trùng khớp. Nè, cái người phụ nữ thì người ta quan trọng người đàn ông là phải có sự nghiệp rồi. Thế người đàn ông tại sao lại cũng phải quan trọng người phụ nữ có sự nghiệp là sao? Phụ nữ thế kỷ 21 thì cũng phải năng động, cũng phải có tham vọng thì mới đem lại niềm vui cho bản thân mình. Chứ thụ động quá thì cũng không được. Em cũng đồng ý như vậy luôn. Chuẩn không cần chỉnh. Chuẩn không cần chỉnh, vâng. Vậy ta lớn cầu sơ 4 luôn. Nếu phải làm chung công ty với vợ hoặc chồng của mình, bạn có muốn hay không? Trùng khớp. Ủa sao kỳ vậy? Tại vì trong công ty em hay bị bệnh lắm, cho nên là không muốn người yêu mình làm chung. Có nghĩa là em sợ là chồng em tới công ty là sẽ thấy hết tất cả những sự thật đằng sau lưng của mình, phải không? Cũng có thể vậy. Chắc là anh cũng biết, nhưng mà do công ty là nơi làm việc mà bị hơi bị lố như vậy thì cũng hơi kỳ. Cho nên là em thấy thôi nằm riêng nên tốt hơn. Giữ kẻ đúng không? Giữ để kẻ. Mà còn giấu giếm được nhau một số chuyện. Còn bạn Sơn thì sao? Em chỉ nghĩ là lỡ công ty đó người yêu mình hay vợ mình làm sếp mình thì sao? Nhưng mà khi nghe người yêu em trả lời em cũng phải suy nghĩ lại. Giờ biết là có nhiều thói xấu để giấu. Đúng rồi. Câu cuối cùng. Giả sử bạn phát hiện người yêu của mình có con riêng và người đã không muốn nói ra lý do, nhưng bạn tìm hiểu được lý do, bạn có thay đổi cách nhìn về người đó hay không? 1, 2, 3. Có thể chứ. Không trùng khớp. Cái chữ không được đưa lên một cách rất là do dự và đắn đo. Vì sao thế? Trả lời có hay không thì cũng chưa có đầy đủ ý nữa. Quan trọng là mình phải tìm hiểu là do bản thân mình hay là do người yêu mình gây ra. Thế còn bạn Thi thì sao? Tại sao bạn lại thay đổi cách nghĩ về người yêu của mình? Em thì tính tình em thẳng thắn, cho nên là em cũng không thích những người mà không thật lòng, chỉ thế thôi. Ừ. Coi như là có cái gì là phải nói ra cho em biết. Ừ. Không nên giấu giếm. Ừ. Ừ. Đó cũng là một cái chân lý trong tình yêu, đúng không? Có gì phải trải lòng với nhau. Và với câu trả lời vừa rồi, các bạn đúng được 4 câu, 20 điểm. Xin chúc mừng. Cảm ơn các bạn. Như vậy là lượt chơi của Sơn và Thi đã kết thúc. Và bây giờ sẽ là lượt chơi thứ hai của Vân và Long. Xin mời. Câu số 1. Nếu các bạn là tình đầu của nhau mà các bạn lại phát hiện thống kê trên thế giới tỷ lệ hôn nhân sau tình đầu là mức độ chia tay rất cao, trên 80%, các bạn có quyết định kết hôn với nhau hay không? Trùng khớp. Trả lời có thiệt không? Thiệt mà. Tại vì thế đó chỉ là thống kê 80%, biết đâu mình sẽ lọt vào trong 20% còn lại sao? Cũng có lý. Câu số 2. Hai bạn đang yêu nhau và vô tình vì điều kiện sống hai bạn phải ở chung một ngôi nhà. Các bạn có sợ dư luận của thiên hạ hay không? Trùng khớp. Tại sao lại sợ nhỉ? Dạ tại vì chưa kết hôn mà ở chung một ngôi nhà, người ta đâu có hiểu được cái lý do tại sao mình ở chung đâu, mắc công người ta lại nói mình là sống thử nữa. Thì cái đó là nữ chứ còn nam thì quan trọng cái gì trời. Theo Long thì yêu nhau á, là phải giữ cái sự tôn trọng cho nhau. Nếu mà ở chung nhà đó thì mình phải nghĩ tốt cho mình thì là một chuyện rồi, nhưng mà còn phải nghĩ người ta nghĩ như thế nào về người yêu của mình nó quan trọng lắm. Chúc mừng bạn Vân, bạn có một người đàn ông vô cùng trách nhiệm và yêu thương bạn. Cảm ơn anh. Câu số 3. Sau này khi đã kết hôn rồi, mỗi khi quyết định một chuyện gì, các bạn có tư vấn với bố mẹ hay không? Trời ơi, những đứa con ngoan trùng khớp.
sao kỳ vậy? Kết hôn rồi là mình tự chủ được cái gia đình nhỏ của mình rồi, tại sao lại phải tư vấn nữa? Tại vì mấy cái chuyện mà thí dụ như nhỏ nhỏ đơn giản thì hai đứa tự tư vấn với nhau được. Nhưng mà thí dụ như những chuyện nào mà lớn quá thì mình phải hỏi ý kiến ba mẹ. Tại vì ba mẹ cũng có nhiều kinh nghiệm hơn mình mà. Thế còn bạn Long, bạn nghĩ sao? Thì theo Long, như nhỏ hồi xưa thì còn nhỏ thì đi thưa về trình. Chuyện nhỏ mình hồi xưa cũng có cha mẹ giải quyết rồi. Lớn lên thì mình cũng tôn trọng cái đạo hiếu, mình cũng tôn trọng cha mẹ mình trước tiên. Có những chuyện lớn mình quyết định mà sai rồi thì người thân mình lãnh chứ không ai hết. Nói chung hai bạn là những người sống rất là chuẩn mực ha. Câu kế tiếp, các bạn có sẵn sàng nói dối để làm vừa lòng người yêu mình hay không? Có cách nào giúp chế độ này trả lời không trùng khớp được hay không nha? Trùng khớp. Các bạn không sợ nói dối hả? Nói thì, dối, nhưng mà nếu mà nói dối mà làm cho cái người yêu của mình có thể được vui hơn, hoặc là những cái chuyện gì mà nó không đáng mà mình để nói thật á, thì thôi mình đừng nói, mình cứ giấu đi. Có nghĩa là em nói dối những cái chuyện mà gọi là có thể chấp nhận được, đúng dạ, không? Dạ, đúng rồi. Bạn Long thì bạn đã nói dối bạn Vân nhiều chưa? Tại vì mình có đọc sách á, thì nhất là con gái đúng không? Con gái thì thường là muốn nghe những điều mà muốn nghe. Thì hãy đối xử với họ theo cách họ mong muốn. Đúng là rồi. Điều tốt nhất. Cho tôi biết là điều mà bạn gái bạn muốn nghe nhất mà bạn không muốn nói nhất là điều gì? Thì mình thường hay nói là Vân ơi, hôm nay em quá tuyệt vời, em làm gì cũng thấy good hết á. Anh cảm thấy rất là hạnh diện vì em. Ủa mà em giỏi thiệt mà, em good thiệt mà anh mới khen vậy chứ bộ. Đâu phải nói dối đâu. Thì em cứ nghĩ là như vậy đi Vân, không sao đâu. Em cứ nghĩ đó là như vậy đi. Câu cuối cùng, sau khi kết hôn, các bạn có muốn độc lập về tài chính, mỗi người một sổ tiết kiệm riêng hay không? Trùng khớp, chúc mừng bạn. Không có gì dành riêng cho mình à? Anh phải giao hết lương cho em chứ. À vậy hả? Ừ. Là... vậy mới quán xuyến được hết gia đình với con nữa chứ. Nói chung là lương của các bạn vẫn là độc lập, mà nó chuyển hẳn sang bên cho phái nữ. Dạ. Và cặp đôi này đúng cả 5 câu, 25 điểm. Thưa quý vị, như vậy là vòng 1 đã khép lại, rất là thú vị. Và bây giờ còn chờ chờ gì nữa? Ngay bây giờ sẽ là vòng thi thứ 2, vòng đồng lòng. Ở vòng thi này thì lượt chơi sẽ dành cho hai bạn nam. Và chúng ta tạm chia tay với hai cô gái. Xin chào. Các bạn sẽ phải trả lời 3 câu hỏi của tôi và các bạn nữ cũng vậy. Sau đó chúng ta ráp lại 2 câu trả lời để xem là các bạn có trùng khớp, có hiểu nhau hay không. Một câu trùng khớp được 5 điểm. Và đặc biệt là ở câu hỏi nào các bạn cảm thấy là mình có khả năng chiến thắng, có khả năng trả lời trùng khớp cao, đặt cược với tôi, đúng sẽ được cộng thêm 5 điểm, nhưng sai sẽ phải bị trừ đi 5 điểm. Và các bạn hãy hết sức cân nhắc với quyết định của mình. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Câu hỏi đầu tiên dành cho hai bạn như sau. Để quyết định đây sẽ là mẹ của con mình sau này, thì bạn phải thấy được đức tính gì của bạn gái bạn ngay thời điểm này? Mời bạn Sơn. Khó à nha. Để làm mẹ được thì phải là thương con nít, biết lo lắng cho con nít. Vậy thôi. Chỉ thương con nít là có thể làm mẹ được rồi. Yêu trẻ em. Yêu trẻ em. Cược không? Cược luôn. Bạn Long. Theo mình, đức tính mà mình nghĩ về cho cái Vân á, để làm mẹ của mấy đứa nhỏ sau này á, đó là sự chu đáo. Cược không? Cược. Câu số 2. Nếu lỡ như bạn gái của các bạn rơi vào tay của một người đàn ông khác, thì người đàn ông đó phải có cái điểm gì hơn bạn thì bạn mới tâm phục khẩu phục. Mời bạn Sơn. Em thấy là em là người xứng đáng nhất với người yêu của em rồi. Cho nên người đàn ông nào cũng nói như vậy cho đến khi người ta bỏ mình. Không có ai là làm cho em tâm phục khẩu phục được cả, trừ người giống như em. Bây giờ anh hỏi là người đó phải có cái gì hơn em? Em phải nghĩ ra một cái khuyết điểm nào đó của mình đi, làm sao có người hoàn hảo được.
người đó phải giỏi hơn em trong công việc. Thành công hơn em trong công thành việc. Thành công hơn trong công việc. Giỏi hơn trong công việc. Cược không? Không cược đâu. Mời bạn Long. Nếu mà có một người khác mà Bé Vân chọn người đó làm người tiếp theo á, thì người đó phải có điểm nổi trội hơn là thật sự yêu thương Bé Vân hơn là Long. Có tình cảm dành cho bạn ấy nhiều hơn bạn. Và không ngại mà vì Bé Vân làm bất kỳ chuyện gì khác thì Long mới tâm phục khẩu phục. Cược không? Không cược. Bạn Long rất quả quyết với những quyết định của mình. Tốt. Câu cuối cùng. Nếu như bạn gái của bạn ước mơ để được trở thành đàn ông, các bạn nghĩ xem là cô ấy muốn làm đàn ông để được làm cái gì? Vì lý do gì? Mời bạn Sơn. Nếu mà bạn gái em mà được trở thành đàn ông á, thì bản thân bạn gái em thì cá tính cũng mạnh, cho nên thích làm những việc mà con trai có thể làm, có thể như là có thể đi chơi bạn bè hay là... Cái đó là cá tính mạnh hả em? Làm con gái không đi chơi được với bạn bè. Có thể biểu lộ những cảm xúc là của người đàn ông là mà không sao? Cần phải giữ e thẹn. Có nghĩa là theo bạn thì nếu như bạn gái bạn muốn trở thành đàn ông là để được thoải mái với cảm xúc của mình, không cần phải giữ kẻ như phụ nữ. Ừ. Được không? Được luôn. Mời bạn Long. Thì câu trả lời của Long là Vân sẽ không quyết định trở thành đàn ông. Vì sao? Nói chung là được mặc đầm, được trang điểm, được chăm sóc gia đình, được nấu ăn, rất là nhiều thứ. Nên mà quyết định trở thành đàn ông là không bao giờ có quyết định đó. Có nghĩa là bạn hãy tôn thờ chuyện mặc đầm đúng không? Thích làm con gái, làm con gái thật. Đồng ý. Và bây giờ xin mời các bạn bước vào ô cửa. Và bây giờ xin mời hai cô gái. Các bạn thân yêu, bây giờ chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi. Và câu 1 là câu mà cả hai anh đều đặt cược. Nếu như được lựa chọn làm mẹ của con máy ảnh, thì bạn nghĩ xem là ảnh muốn bạn có cái đức tính gì ngay thời điểm này? Mời bạn Thi. Em nghĩ là phải lo được cho con, chững chạc hơn và yêu thương con. Không, con lại thôi. Chồng em nói có một điều một à. Sao em? Đức tính hy sinh. Đức tính hy sinh phải cho không em? Vì con. Hồi nãy nó gần đúng rồi. Tự nhiên trả lời hy sinh nên mới không trùng khớp đó. Con trai em nói chỉ cần là em biết yêu thương trẻ em là được. Nãy cũng nói yêu thương trẻ con. Anh có cãi em đâu. Trời, anh hỏi em bây giờ em trả lời cái gì, anh đâu có cãi em đâu. Rồi bạn Vân. Theo em là yêu thương chăm sóc gia đình. Anh muốn em là sau này thành người vợ người mẹ thì phải như vậy. Chung chung quá. Ai cũng yêu thương gia đình thì mới lập gia đình. Không có muốn yêu thương gia đình thì làm sao lập gia đình được. Nhưng mà đức tính gì cần cho một người mẹ? Chu đáo. Cái gì? Chu đáo. Gì? Chu đáo làm ghê. Trời quá ơi, trùng khớp rồi còn gì nữa. Chuẩn không cần chỉnh em mà nó đúng y bon cái từ anh đặt ra luôn. Bên bị trừ 5 điểm, bên được cộng 5 điểm. Gì? Câu số 2. Ráng gỡ lại đi. Nếu như một ngày nào đó, nếu như một ngày nào đó hai người đàn ông này làm cho các bạn không còn yêu được nữa, phải là một người đàn ông khác, thì cái người đàn ông đó phải có một cái đức tính gì, cái điểm gì mà hai người này cảm thấy là tâm phục khẩu phục. Mình suy nghĩ cho chồng mình nha. Đây là cái sự suy nghĩ của anh ta. Xin mời bạn Thi. Chắc ảnh có thể là ảnh lo cho em được nhiều hơn so với ảnh lo cho em. Đó là suy nghĩ của em, không phải là của bạn ấy. Không trùng khớp. Phải tài giỏi hơn Sơn trong công việc. Thế còn bạn Vân thì sao? Theo em thì cái người đàn ông đó
sẽ lo cho em được chu đáo và trọn vẹn hơn là so với anh Long lo cho em. Một góc độ nào đó thì anh cũng có thể cho là em trùng khớp. Cộng thêm cho em 5 điểm. Nãy em tính nói là địa vị ảnh cao hơn địa vị anh này mà em đâu suy nghĩ thôi, chưa nó kịp nói ra. Phải không? Ừ, đúng rồi đó. Thôi ráng lần thứ ba nói ra đi em. Ừ, nói ra mà lỡ sai luôn là hiểu rồi ha. Hiểu rồi. Câu số 3 nè, câu này nè, đặt cược nè. Gỡ lại giùm anh câu này nè. Nếu hai bạn muốn trở thành đàn ông thì sẽ là vì cái lý do gì? Để mình được làm cái chuyện gì mà mình muốn trở thành đàn ông? Câu này em biết. À, nha. Rồi, mời em. Trở thành đàn ông chắc là để yêu ảnh khi anh trở thành phụ nữ. Là sao? Khi em trở thành đàn ông, vì lý do gì là khi là ảnh trở thành con chính giữa thì em phải dành chính giữa để em được yêu ảnh. Một câu trả lời hết sức là thú vị. Và dĩ nhiên em bị trừ 5 điểm. Bạn Sơn này nói là cái gì? Muốn trở thành đàn ông là tại vì muốn được thoải mái biểu hiện cảm xúc. Ra ngoài nhậu. Con gái. Đàn ông. Em là con gái em cũng thoải mái biểu hiện cảm xúc mà. Em đâu có chú trọng đến ánh mắt của mọi người đâu. Đấy, còn thấy gì chưa? Nữa. Cái này là phải về xem lại nha. Phải xem lại gia đình mình sao rồi nghe. Rồi, vâng, em hoang mang cái gì? Trả lời anh đi. Em không có cái ý tưởng thành đàn ông nha, nên em chưa suy nghĩ được lý do. Thôi em trả lời đại đi. Không, cái gì nó phải đúng với cái trái tim của mình em. Không nhất thiết cứ phải trả lời đại em. Em nghĩ như nào em nói đúng như cái điều đó. Thì em nghĩ nếu như em muốn, em nghĩ như nào phải nói đúng như vậy. Thì em nghĩ em thành đàn ông thì em sẽ có thể lo được nhiều việc nặng hơn cho gia đình. Có nghĩa là em gánh vác nhiều hơn cho gia đình đúng không? Đó là một ý tưởng rất là tốt và xin chúc mừng em. Em hãy thực hiện nó một mình đi. Không trùng khớp. Bạn Long, bạn nói là bạn rất là yêu được làm phụ nữ, đâu bao giờ muốn trở thành đàn ông đâu. Đúng rồi, em không bao giờ muốn thành đàn ông. Thì sao không nói? Em đâu biết, em tự phải trả lời chứ. Anh đâu nói, anh đã nói rồi, em hãy nói những gì thật lòng em. Anh đã nói okay. Rõ ràng như vậy rồi. Được rồi, okay. Rồi. Và thôi không sao cả, nói chung là chúng ta còn vòng cuối cùng. Mọi chuyện hoàn toàn có thể đảo ngược tình thế. Hiện nay Sơn và Thi được 10 điểm. Long và Vân có khoảng cách khá xa, 45 điểm. Thế nhưng mọi chuyện sẽ thay đổi ở vòng 3 nếu như các bạn biết cách nắm bắt cơ hội. Và chúng ta hãy đến ngay với vòng thi Thấu Hiểu. Thưa quý vị, ở vòng này thì lượt chơi sẽ dành cho hai bạn nữ và hai bạn nam sẽ vào trong các ô cửa. Trà trộn trong đó sẽ có thêm hai người đàn ông lạ mặt nữa. Nhiệm vụ của các bạn gái là phải tìm cho được người yêu của mình ở ô cửa số mấy. Chúng tôi đặt ra 5 câu hỏi cho cả 4 anh trả lời. Và sau khi các anh trả lời thì chúng ta dựa vào những câu trả lời đó, các bạn dùng phương pháp loại suy để tính xem là người yêu mình đang ở ô cửa số mấy. Và bấm chuông để giành quyền trả lời, đưa cho tôi đáp án, tôi sẽ giữ lại ở đó. Và nếu như các bạn chọn đúng ngay câu hỏi đầu tiên, chúng ta sẽ có 50 điểm, điểm số rất là cao. Và cứ đọc thêm một câu hỏi gợi ý, các bạn sẽ bị mất thêm 10 điểm nữa. Và bất cứ lúc nào các bạn bấm chuông chọn ra ô cửa mà sai, không phải là nơi người yêu mình đang đứng đó, các bạn sẽ nhận 0 điểm. Và bây giờ, Thành xin được nhắc lại giải thưởng của chương trình. Cặp đôi chiến thắng sẽ nhận được giải thưởng trị giá 11 triệu đồng. Và bây giờ, xin mời hai chàng trai bước vào ô cửa. Câu hỏi đầu tiên được đặt ra cho hai anh như sau. Khi bạn gái muốn đi chơi riêng, bạn có muốn bạn gái xin phép hay không? Mặc dù quyền quyết định là cũng thuộc về cô ấy thôi, nhưng mà bạn có muốn được bạn gái mình xin phép hay không? Thì cái anh số 1 trả lời là có, ba anh còn lại không. Theo em nghĩ thì anh có muốn em xin phép không? Còn Vân thì nghĩ sao Vân? Dạ em nghĩ là có, nhưng mà thôi em không chưa dám liều. Em đi tiếp. Câu số 2. Lời khen nào của bạn gái bạn dành cho một người khác phái sẽ làm cho bạn khó chịu?
căn số 1 anh trả lời là anh dễ thương quá à. Anh số 2 trả lời là anh kiếm tiền giỏi quá. Anh số 3 trả lời là anh đẹp trai quá. Anh số 4 trả lời là anh dễ thương quá. Em đi tiếp đi, chưa chọn. Câu số 3, bạn nghĩ mình có khả năng làm tổn thương nghiêm trọng bạn gái của mình trong trường hợp nào? Thì căn số 1 anh trả lời là khi hết yêu bạn gái mình. Căn số 2 trả lời là khi ngoại tình. Anh số 3, ngoại tình luôn. Anh số 4, phản bội. Hai cô gái đã đưa ra quyết định và đây là lựa chọn của bạn Vân. Và đây là lựa chọn của bạn Thi. Và bây giờ chúng ta xem một số 2. Xin giới thiệu các bạn, đây là một anh chàng người ED. Để thể theo lời yêu cầu đáng yêu của bạn thì tôi xin được mở ô số 1. Lựa chọn của bạn Thi. Đây là dân tộc Dao. Bạn Vân chọn ô số 4. Ô số 4. Và ô số 3. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta có một cuộc tranh tài rất là thú vị. Một bên á thì rất là chuẩn mực, một bên á hai bạn rất là ngây thơ, rất là hồn nhiên. Hiện nay số điểm chênh lệch thì cũng nhỏ thôi. Đội của bạn Thi và bạn Sơn á thì được 10 điểm và đội của bạn Vân và bạn Long lên đến 75 điểm. Và xin được gửi cho hai bạn Sơn và Thi một món quà của nhà tài trợ Vina Easy Food, phần quà của chương trình và giải thưởng 1.500.000 đồng. Còn riêng hai bạn Long và Vân cũng sẽ ra về với một phần quà của nhà tài trợ Vina Easy Food, món quà của chương trình giải thưởng 3.000.000 đồng và một thẻ hồ riêng ưu tiên của bệnh viện FV trị giá 8.000.000 đồng. Quý vị và các bạn thân mến, để đăng ký trở thành những người chơi tiếp theo của Ý Phái Đẹp Lời Phái Mạnh, hãy đăng ký qua trang web ý phái đẹp/lời phái mạnh.vn. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào mỗi tối thứ hai trên HTV7 lúc 21:30. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Vision Communication thực hiện với sự đồng hành của thương hiệu Vina Esicook. Và đã sắp đến ngày 8 tháng 3 là ngày Quốc tế Phụ nữ. Xin được chúc cho hai bạn gái đây luôn luôn được người yêu của mình yêu thương, luôn luôn xinh đẹp và có được thật nhiều hạnh phúc trong cuộc sống. Và chúc cho toàn thể quý chị em phụ nữ trên toàn thế giới, những người đang theo dõi chương trình Ý Phái Đẹp Lời Phái Mạnh, những lời chúc đẹp nhất phụ nữ luôn luôn đúng. Chúc quý vị một mùa 8 tháng 3 thật tuyệt vời.